Về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua bên lối đi quanh có hoa nối dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau. Có tầm bến thương dâu, có trầu vẫn vương cầu. Và đào tơ thơm ngát ngát hương chính ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân diêu xưa thăm hoa bông mùa. Nhà em mái lá tháng năm vẫn chưa nghe chuyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ. Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hồi mùa lên tiếng ca gợp tay cần lắng. Nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng. Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu ba con đang mong cầu. Dâng đôi ta sớm đến duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi quyên ương qua cầu soi bông. Những thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi. Lúa đồng mai xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi. Và bành môi trai gái gỡ câu ca yêu đời. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân diêu xưa thăm hoa bông mùa. Nhà em mái lá tháng năm vẫn chưa nghe chuyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hồi mùa lên tiếng ca gợp tay cần lắng. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên rồi còn chi ngăn cách lòng. Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu ba con đang mong cầu. Dâng đôi ta sớm đến duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi quyên ương qua cầu soi bông. Những thầm sông ơi gương chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi. Lúa đồng mai xanh tươi mướp
tiếng ca thầm nơi nơi và bành môi trai gái gỡ câu ca yêu đời. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi, lúa đồng mai xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi và bành môi trai gái gỡ câu ca yêu đời. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi, lúa đồng mai xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi và bành bồi trái gái gớm câu ca yêu đời. Chị, trời ơi, đường về hai thôn mà anh chị về thôn nào vậy? Về thôn Miệt Dường. Ôi, sao Miệt Dường? Thôn Miệt Dường mà tổ chức cái chương trình Ngôi Sao Miệt Dường hả? Chính đúng xác. Rồi. Xa lắm. Xa đâu lận vậy? Ở dưới kìa. Trời ơi, có mấy bước à? Thôi về. Thôi về nha. Thôn Ngôi Sao Miệt Dường nha. Dạ, xin kính chào ban giám khảo của chương trình Ngôi Sao Miệt Dường mùa 2. Chào Phương Dường. Xin giới thiệu bà con cô bác, danh ca Châu Thanh. Dạ. Xin giới thiệu bà con bác, danh hài Minh Nhi. Dạ, em chào bà con. Dạ. Và xin giới thiệu bà con của bác, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Dạ, xin kính chào tất cả quý bà con cô bác của Ngôi Sao Miệt Dường. Cùng gần 1.000 quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình Ngôi Sao Miệt Dường hôm nay. Dạ, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Dường được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, nha khoa Anna, máy lọc nước Enterprise, búa điện máy, cùng các đơn vị đồng hành Adnos Sơn Ca Media, Dena Kha, bánh tráng Tân Nhiên, Tấn Quân Audio, nhà thiết kế Tâm Huỳnh, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Bình Chánh và quán cà phê Lễ Đá. Dạ, bà con cô bác thân mến, hồi xưa mà mình về Bến Tre hoặc là Trà Vinh á là mình đi qua phà Rạch Miễu, mà qua phà cái mấy ngày lễ hay Tết đó nó kẹt cứng ngắc à đó, cho nên là mình xây cầu đi được thời gian, xong cái cầu nó cũng kẹt, xong cái phà hoạt động trở lại đó, cho nên là giờ về Bến Tre, Trà Vinh bà con bác có thể đi cầu Rạch Miễu hoặc là cũng có thể đi phà Rạch Biểu. Khương Dừa đang ở trên phà Rạch Biểu nè. Khương Dừa mới ở bên Mỹ Tho, giờ chuẩn bị bước qua Bến Tre. Mà bà con cũng quát biết á, ở trên cái phà nó có nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm của những người mưu sinh trên chuyến phà, rồi kỷ niệm của những người hành khách đi qua chuyến phà, đặc biệt là kỷ niệm của những đôi trai gái mà họ có duyên họ gặp ở trên chuyến phà, và họ nên duyên và họ trở thành chồng vợ. Và bây giờ Khương Dừa kính mời quý bà con cô bác đến với một tiết mục được mang tên Cô Ba. Ai u chôm chôm không? Chôm chôm của em vừa ngon vừa ngọt, 20.000 một ký đây. Cô Ba, cô Ba làm ơn cho tôi hỏi thăm. Ủa, anh Hai kêu tôi hả? Dạ. À, anh Hai muốn hỏi gì? Anh Hai mua chôm chôm hả? Dạ, chôm chôm của cô Ba thì ngon á, nhưng mà tôi không có mua chôm chôm. Trời ơi, làm người ta mừng hột hà. Anh Hai muốn hỏi gì? À, cô Ba làm ơn chỉ đường giùm tôi đường nào về Bến Tre vậy cô Ba? Anh Hai muốn về Bến Tre hả? Dạ. Anh đi thẳng cái hướng này nè, tới phà Rạch Miễu. Qua phà Rạch Miễu là tới Bến Tre rồi đó. Dạ, tôi cảm ơn cô Ba. À, thú thiệt với cô Ba là cũng đã lâu rồi tôi chưa có về quê, thành ra là tôi không có nhớ đường về. À, nếu tiện thì cô Ba làm ơn cô dẫn tôi đến bến phà Rạch Miễu đó, à, để tôi về nhà rồi tôi mua hết mớ chôm chôm này cho cô Ba được không? Dạ được. Sẵn em bán chôm chôm ở phà Rạch Miễu nè, để em dẫn anh Hai đi nghe. Vậy tôi cảm ơn cô Ba nghe. Anh Hai đợi xíu nha, phà sắp tới rồi đó. Dạ. Bà con ơi, phà tới rồi. Bà con lên đi. Phà tới rồi, thôi mình lên đi anh Hai. Rồi tôi mời cô Ba lên. Chỗ ngồi đang còn thoải mái lắm, bà con đừng có chen chúc xô đẩy nhau nha, thoải mái lắm. Bà con cứ thoải mái đi, đang còn nhiều chỗ lắm mà, cứ từ từ thôi. Cho tụi bay kéo chết luôn.
Rồi, bà con thắt dây an toàn vào, mình đi nha. Cô ba cho tôi hỏi, cô ba là người Bến Tre luôn hả? Dạ đúng rồi, em là người Bến Tre. À, vậy cô ba đã có chồng con gì chưa? Trời ơi, người yêu em còn chưa có chồng con đâu. Vậy tôi mừng quá. Vậy là kỳ này tôi về Sài Gòn, tôi sẽ nói với ba mẹ tôi là xuống hỏi cô ba nghe. Hỏi gì vậy anh hai? Hỏi cô ba là... Hỏi gì vậy anh hai? Là để mua chôm chôm đó mà. Nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương. Gió về tiền giang thuộc ngang, nụ cười duyên đôi má hay hay. Lỡ mai này ta chung bước, cô ba đừng e thẹn à nghen. Lỡ mai này sẽ tơ tóc, cô ba là dâu hiền nhà tôi. Nói thiệt đây tôi không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm tương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn âu sầu mình ơi. Đành lòng sao hỡi em, dù hồng qua kết đôi, thuyền rộng qua bên sông, cô ba đành quên rồi người ơi. Thầm gọi trên bến sông, một người tan giấc mơ, hỏi rằng con nước trong. Lỡ mai này người về nơi bến sông xưa. Chiều chiều tôi nhớ mong, giọt lệ dương áo nâu. Cuộc đời bên luôn trao, cô ba về nơi nhà giàu sang. Chuyện tình tôi trái ngang, giờ buồn trên bên sông. Dòng tiền giang sông xô, lỡ mai này còn gọi hai tiếng cô ba. Cô ba cho tôi hỏi, nhà cô ba gần ở đây không? Dạ, nhà em cũng gần đây nè. Anh ba lên phà đại biểu, đi thẳng một đoạn là tới nhà em rồi đó. Vậy lát nữa tôi ghé nhà cô ba chơi một chút nha. Dạ cũng được, ba mẹ em cũng mến khách dữ lắm. Ủa, mà anh hai có người yêu chưa? Sao không dẫn về chung? À, tôi cũng còn độc thân như cô ba vậy đó. À, nhưng mà tôi mới vừa để ý yêu một người ở đây nè cô ba. Ai vậy anh hai, có thể nói cho em biết được không? Nói thiệt đây tôi không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm tương tư. Lỡ mai này không chung bước, cô ba về qua nhà người ta. Lỡ mai này tôi không thấy, tôi sẽ buồn âu sầu mình. Đành lòng sao hỡi em, dù hồng qua kết đôi, thuyền rộng qua bên sông, cô ba đành quên rồi người ơi. Thầm gọi trên bến sông, một người tan giấc mơ, hỏi rằng con đường trong. Lỡ mai này
người về nơi bên sông xưa. Chiều chiều tôi nhớ mong giọt lệ dương áo nâu. Cuộc đời vẫn luôn trao cô ba về nơi nhà giàu sang. Chuyện tình tôi trái ngang giờ buồn trên bên sông. Dòng tiền giang sóng xô lỡ mai này, lỡ mai này. Còn gọi hai tiếng cô ba. Rồi, à tới đến rồi bà con ơi, bà con bình tĩnh xuống nha, đừng chen lấn xô đẩy nha. Thôi, phà tới rồi, mình đi xuống đi anh hai. Rồi, để tôi bưng cái mới chôm chôm này cho cô ba nghe. Cảm ơn anh hai nha. Dạ. Chào cô ba, chào anh ba. Dạ, chào anh Khương Nhật. Cô ba anh ba thiệt ngoài luôn á, hai vợ chồng. Ủa? Cưng chào bà con cô bác đi rồi giới thiệu với ban giám khảo về mình đi. Dạ, con chào ba vị ban giám khảo, anh Khương Dừa và cũng chào toàn thể mọi người. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Vũ, năm nay con 31 tuổi, con quê quán gốc ở Bến Tre và hiện con đang sống làm việc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ạ. Dạ, bà xã giới thiệu luôn, bà xã giới thiệu luôn. Dạ, con tên là Quỳnh, năm nay con 33 tuổi. Cô tưởng là cô ba đi thi, chứ không có nghĩ là Vũ đi thi. Cô ba vừa đẹp, vừa xinh, vừa nói chuyện lưu lát, rồi tới cái cậu hàng nào nó nhìn cái cô ba cặp mắt nó đa tình, không phải vợ nó đâu, còn đâu có nhìn mà sai đắm dữ vậy trời. Trời ơi, mà cái bà cô ba bắt giòm ta. Rồi thôi bây giờ để hỏi cái người đi thi nha, con đi hát bao lâu rồi hay là chỉ hát đờn ca tài tử thôi? Dạ con thì biết hát hồi năm lớp 3 á cô, nhưng mà không có duyên với nghề ca sĩ, chỉ có đi đám tiệc đám cưới thì con lên con hát giúp vui không à. Trời ơi dễ thương không. Đi đám cưới có hát bài cô ba không? Dạ không, không hát bài của ba kỳ quá. Cái này mới đúng chất miệt vườn nè. Mà nãy đó cô Quyền tưởng rằng con là diễn viên chuyên nghiệp á, tại vì con ra con đứng con nói chuyện rất là thoải mái tự tin. Chỉ có cái nước là nó nhìn cô ba hoài, nó không thèm nhìn khán giả thôi. Nếu là diễn viên thiệt đó thì ví dụ ngồi nói chuyện với cô ba thì sẽ nhìn vậy nè, nhưng mà sau đó khi mà thoải mái thì nhìn ra khán giả, con biết không. Mà con có cái nhìn vợ con say đắm thôi thì cô mới biết con vẫn là một người diễn viên không có chuyên nghiệp. Đại khái là như vậy nè. Cái giọng con rất là đẹp, con hát cái bài cô ba rất là hợp luôn. Theo cô đó, con lên từ nửa tông nhạc hoặc là một tông nhạc thì con sẽ hát đẹp hơn nữa. Dạ. Cái đoạn đầu của con á, có một hai nốt nó bị gọi là con ca cao hơn dây đờn một tí. Dạ. Đó, nó bị một tí xíu thôi. Con xuống nốt thấp rất là đẹp và lên nốt cao rất là thoải mái. Nhưng mà nếu con lên thêm khoảng nửa ki hoặc là một ki nữa đó thì con sẽ hát còn đẹp hơn nữa. Cái điều thứ hai cô khen con nữa đó là thường đó ca sĩ mà chuyên nghiệp đó ngồi ca cũng đã thấy khó chịu rồi, mà hỡi chi con bận quần tây mà ngồi cái thuyền nó chồng chền mà nó chật chội. Nó phà chị, phà. Dạ cái phà, quên cái phà. Thì nó chật chội mà nó trời nó khó ngồi lắm. Mà con vừa ngồi mà con vừa hát, con lấy được cái hơi bụng và con đẩy lên những nốt cao như vậy thì cô Huyền rất là thích. Chú Minh Nhí quay qua cô nói chứ không có gì góp ý hết. Dạ con cảm ơn chú. Cô nói liền, cô nói có chứ sao không, gặp cô Quyền soi là cái gì cũng góp ý được hết. Nhưng mà nói chung là toàn là những điều mà đáng khen con. Rồi bên cạnh đó khen bà vợ của con nữa. Con rất là duyên dáng và con đã hỗ trợ cho chồng, ta nói là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Và cảm ơn các con đã tin yêu đến với ngôi sao miệt vườn mùa hai lần này. Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn bác khảo rất nhiều ạ. Chào tài tử gia nhân. Dạ con chào chú. Giọng hát của cháu thì thôi rất là ấm áp, rất là truyền cảm. Dạ. Bên cạnh được người vợ hỗ trợ thật là tuyệt vời nữa. Tất cả những gì tốt đẹp là chú cũng muốn dành cho cái cuộc gặp gỡ hôm nay. Chú được nghe con hát và được sự đồng tình mà diễn xuất của hai vợ chồng rất là tuyệt vời. Chú rất vui được gặp gỡ hai con và rất vui được nghe tụi con hát. Chúc hai con sẽ hạnh phúc và trên bước đường nghệ thuật thì chú sẽ tiến xa hơn nữa để đem lời ca của mình cho tất cả mọi người khắp nơi được nghe nha. Dạ, dạ con cảm ơn chú Thế Thanh ạ.
Hồi nãy cô Ngọc Quyền có nói là chú Minh Nhí có say qua cô Ngọc Quyền lúc mà con hát gần hết, thì chú mới nói là không có gì để góp ý. Cái ý không phải là con cũng như là tuyệt vời hay cái gì dễ sợ, nhưng mà trong cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn của mình, con là một trong rất nhiều bạn đặc sắc. Và nếu như mình làm một cuộc thi gì đó gọi là hoành tráng lệ mà nó gọi là cần cái chuyên môn nhiều á, thì có thể là giống như cô Quyền nói là giám khảo người ta sẽ soi. Còn này, đối với Ngôi Sao Miệt Vườn là sân chơi dành cho tất cả những người như tụi con, có nghĩa là chưa bao giờ đứng ở trên sân khấu như vậy để mà hát, thì con hát như vậy là đã quá tuyệt vời. Và con là một trong số ít bạn hát mà chú thấy là ít có bị cái lỗi. Còn cô Quyền là muốn góp ý cho con để cho con hay hơn nữa. Dạ. Bài mở màn đầu tiên của đêm nay mà như vậy thì những thí sinh còn lại phải cố gắng nhiều hơn nữa. Như vậy thì mới có động lực cho 5 thí sinh sau. Đó, thôi chú chúc mừng hai đứa nha, và chú chúc hai đứa hạnh phúc, vui vẻ. Cảm ơn gì giám khảo ạ. Dạ. Rồi, tặng bông cho con. À, cô Ba ơi, cô Ba. Dạ. Hey, cô Ba lên đây đi. Cảm ơn cô chú. Nè, cô Ba. Tặng cho cô Ba cái hoa sen nè, bự nhất luôn. Đó. Đây, rồi, hoa của cha đẻ cho chồng đi. Dạ, hai chồng, hai vợ chồng có món quà tặng ban khảo ạ. Nè. Cái này là đậu phộng quê của con, là đặc sản con gửi cô chú. Trời ơi, cảm ơn con nha. Con. Dạ. Trời ơi, cưng quá luôn. Ôi, đậu phộng. Ừ, hey, cảm ơn con. Dạ. Dạ, bà con cô bác thân mến. Mình đang ở Bến Tre và bây giờ mình sẵn phà hôm mình xuôi về Cà Mau. Đó. Để mình nghe cái câu chuyện của anh Hận bán vé số. Anh phải chịu cảnh gà trống nuôi con. À con ơi, con đến đi con ơi, con đừng khóc nữa mà. Cha về rồi nè con ơi. Con ơi con, đừng khóc nữa con ơi, cha về tới rồi con ơi. Con ơi con đừng khóc nữa mà. Nín đi, nín đi con, để cha ru con ngủ nghe con. Ồ con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép à? Ai cho bú thép ngày ngày mang ơi. Trời ơi, con của cha dễ thương vậy đó. Ru một tiếng á là con á nín liền vậy đó à. Không biết mẹ con đâu nữa mà nãy giờ để con khóc con la om sùm gì không biết nữa à. Duyên ơi, Duyên anh à, mới về hả? Hồi nãy giờ em đâu mà em để con khóc la om sùm vậy em ơi? Dạ, nãy giờ em bận xếp đồ ở trong nhà trong. Là sao anh không hiểu? Mà em định đi đâu à? Em cũng không biết là em đi đâu nữa. Chuyện gì em nói anh nghe coi nè. Em quyết định rồi, em không ở trong căn nhà này nữa. Ngày xưa em không có nghe lời cha mẹ, em mơ mộng lắm. Em nghĩ là một túp liều chanh rồi hai trái tim vàng thì em sẽ sống được hạnh phúc. Mà bây giờ thực tế không có tiền á, em thấy đâu có vui vẻ gì đâu. Nhưng mà Duyên à, em đừng bỏ anh với con đi mà em. Em biết không, anh gán cài ngày cài đêm để đi bán từng tấm vé số lo cho em và con mà. Anh thôi đi, anh cài ngày cài đêm thì bán thêm được bao nhiêu nữa chứ. Một ngày anh bán được có 100 tờ vé số mà, trong khi sữa sùng của con còn không đủ nữa. Anh cài ngày cài đêm thì thêm được 10 tờ 20 tờ nữa chứ nhiêu. Em chịu hết nổi rồi, em không có sống trong cái cảnh nghèo khổ này nữa đâu. Anh ở lại nuôi con đi. Em đi đây. Duyên à, em đừng bỏ anh với con đi mà. Duyên, Duyên ơi, Duyên, Duyên ơi, em đâu rồi? Duyên ơi, ngoan ngoan con đừng khóc nữa mà con.
con đừng khóc mà con ơi. Con khóc làm cha thêm đau lòng con ơi. Mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ lúc nào cũng thương hay cho con mình hết á. Mẹ đi vài bữa rồi mẹ cũng về với cha con mình thôi à. Đừng khóc với con, nín 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 đi con, nín nha con, ngoan ngoan cha thương. Đành lòng gà trống nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đành. Từ nay lo cái lo cài, cho qua ngày tàn phai dấu xưa. Màn đêm sao bi ai cứ mãi buông dài cho tôi sai. Có ai không buồn khi bạn lòng mình không thiết chung. Giờ đây nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng. Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những ân tình xưa trao nhau. Biết bao tâm sự trong lòng, nào ai thấu chẳng. Từng cánh thao con ngủ được đâu, cứ mãi lo nhìn ra bên sông. Lòng chờ mong bóng người về đây, để cho con tiếng ru à ơi, để cho con giấc mơ nó tròn, và cho con từng giọt sữa thôi. Rồi trăng lên chắc ngất buồn tan, bóng trăng lung linh nằm in bên sông. Rồi tàn nhanh chôn vùi tình anh, em mê chi gắm nhung vào sáng. Sao gây bao đớn đau phụ hoàng, cho chim quyên lẻ đôi chia đàn. Mình ơi, ơi mình ơi. Đành lòng gà trống nuôi con, sao em nỡ bỏ. Nín nín nha con, nín 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 nín, để cha ẩm con đi tìm mẹ nha con. Sao con khóc hoài vậy con ơi? Nín nín ngoan ngoan đi con. Giờ nay nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng. Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những ân tình xưa trao nhau. Biết bao tâm sự trong lòng, nào ai thấu chẳng. Từng cánh bên sông, lòng chờ mong bóng người về đây, để cho con tiếng ru à ơi, để cho con giấc mơ nó tròn, và cho con từng giọt sữa thơm. Rồi trăng lên chắc ngất buồn ta, in bên sông. Rồi tan nhanh chôn vùi tình anh, em mê chi gắm nhung vào.
giàu sang, sao gây bao đớn đau phũ phàng, cho chim quyền lẻ đôi chia đàn, mình ơi mình. Cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho tiết mục của bạn Hận. Khóc luôn vậy. Sao khóc luôn vậy? Dạ, em nhập tấm quá anh ơi. Mấy cái bông che mặt bạn. Lên cầm cho ha. Dạ. Đây bỏ con xuống cho con ngủ đi nha. Dạ, dạ. Đúng rồi. Trời đất ơi, nhà nghèo mặt đầm quá vậy bạn ơi. Tóc nhuộm đó kìa anh. Nhà nghèo mà nhuộm tóc vàng. Là nhỏ đi bán vé số chung á. Tóc nó vàng. Cái gì? Dạ. Rồi em chào bà con cô bác với lại ban giám khảo nè. Giới thiệu về mình. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép con gửi đến chú Châu Thành, chú Minh Nhí, cô Ngọc Quyền và tất cả quý vị khán giả lời chào, lời chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Chào con. Bạn Hạnh đến từ Cà Mau. Công việc của bạn là bán vé số. Dạ. Đa số thì bà con bác cũng biết, các bạn mà đi lại khó khăn á thì bán vé số hoặc là bán tâm bông, nói chung cũng có mấy công việc đó thôi à. Cho nên là Hận thì bán vé số được bao nhiêu lâu rồi cưng? Dạ em bán số từ năm em mười mấy tuổi lận anh. Dạ. Ở Cà Mau em ở huyện nào nè? Dạ em ở huyện Phú Tân anh. Ừ. Ở dưới là chỉ bán vé số thôi, ba mẹ em cũng làm công việc gì? Dạ em bán vé số rồi ngoài ra em cũng có bán hàng trên TikTok nữa anh. Trên TikTok nữa hả? Dạ. Bán cái gì vậy? Dạ em bán sản phẩm ăn gặt như khô gà, khô mực, khô bò, nói chung là thực phẩm chức năng như ăn uống rồi như là công biển trái tỏi, rất là nhiều sản phẩm ăn vặt bên dưới anh. Ăn vặt ha? Dạ. Rồi ở dưới mình là lấy ở đâu hay là mình làm? Dạ cũng là nhờ ông anh kết nghĩa gần nhà đó, cũng như là với người em bỏ vốn liếng ra rồi ủng hộ, thấy em tụi em khuyết tật nè khó khăn á, rồi muốn giúp cho em để có cái cơ nơi buôn bán á, cũng như đừng có ra nắng nhiều nữa, thì bán vé số ít thôi rồi về mình bán thêm công việc kiếm ngày hai cơm hai bữa được anh. Dạ ăn ba bữa không được hả? Dạ hai bữa thôi, ba bữa rồi ấy à. Trời ơi bỏ chung nè. Dữ dội nha. Bảo Chung nhập hả? Dữ dội Bảo Chung nha. Đây ta. Trời đất ơi, tự nhiên Bảo Chung nhập ra. Chú Thanh chào Hận. Bài hát của con thì nó làm cho giống như xé lòng của mỗi cái người nghe một cái tâm sự của con. Nhưng mà sau cái bài hát thì lại nhìn thấy con rất là cảm xúc. Hoàn cảnh hiện tại của con là sao? Vợ con đồ như thế nào, có thể kể cho chú nghe gì? Dạ vợ con cũng là người mù nữa chú ơi. Nhưng mà vợ con thì còn thấy mờ mờ, như là nhìn mà biết được màu sắc. Rồi đọc chữ thì đọc bằng keo không màu á chú. Rồi cũng đi bán vé số tiếp con qua ngày. Chú cũng là cái người mà đã từng đóng những cái vai mà không có ánh sáng, nên thì chú cảm nhận được cái tình cảm của những người mà thiếu ánh sáng giàu dạt lắm. Và cái sự nhạy bén, tuy rằng không có đôi mắt nhưng mà có đôi tai, thì chú rất yêu, rất thương. Chú đóng vai mù á, thì chú chỉ nhắm mắt lại chút xíu thôi, làm thấy cả cuộc đời một màu đen trước mắt. Con rất là mạnh mẽ, dù mình không có ánh sáng nhưng mà con vẫn còn có một cái sự nghị lực rất là lớn lao. Mà hôm nay con lại đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, con đem tiếng hát của mình và đem cái sự cảm xúc xé lòng đến tất cả mọi người. Thì hôm nay chú cháu mình có dịp gặp nhau, chú sẽ tặng bông cho con nha. Phải nói là con rất là có một cái nghị lực trong cuộc sống. Như là chú có chút quà để tặng con đây ha. Dạ con cảm ơn chú. Hận hả? Cái tên gì mà nghe Hận thù dữ vậy trời. Mẹ con đặt con là Hận á, nhưng mà tên con đi hát là Út Thương. Rồi dạ. Quan hô cái chữ Út Thương nha. Lạc quá. Phải nói là anh Châu Thanh cũng đã nói về cái sự thương yêu đối với Hận, và người rất là lạc quan. Cảm ơn Hận đã đem cái thông điệp đó đến cho Ngôi Sao Miệt Vườn. Cô Ngọc Huyền rất là thích tiết mục của Hận, không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà gọi cô thôi, giờ xưng cô em cũng được, cô chị cũng được ha. Dạ con còn nhỏ xíu à cô ơi. Bao nhiêu tuổi rồi Hận? Dạ con mới 36 xương xanh nè cô ơi. Không 36 cô chưa có thể. Chị. Dạ thôi làm chị thôi nha.
Dạ. Nó nghe khoan, sorry cưng. Đó cứ nghiêng qua vậy nè. Đó. Biết sao tại ban mấy cái áo ngồi bên này á. Dạ. Nãy giờ đứng. Dạ. Hận ơi. Dạ. Hận đi lên đây bữa nào? Dạ em lên ngày hôm qua. Ngày hôm qua rồi có đem vé số theo bán không? Dạ ngày hôm qua em lên bên đại lý không có vé số, cho nên là em không có cầm vé số lên. Còn hôm nay? Dạ. Hôm nay. Bây giờ em ở lúc Cà Mau chứ. Cà Mau lên đây hả? Tao không có. Cà Mau đây. Lạ, tao không có bán. Không có bán số được, bán số mất hoài à chị ơi. Em bán khi mất lần 300 tờ, 400 tờ. Trời thương vậy. Dạ. Chứ địa phương ấp với xã rồi mấy vòng xung quanh đó thì anh em cô bác mua ủng hộ, không có ai cũng thương tình giúp đỡ á. Thấy hoàn cảnh khổ á, anh em giúp đỡ, mua giúp đỡ không có sao. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng bị mất vài tờ, 5-10 tờ, 5-3 tờ thôi thương chứ không nhiều quá à, nhưng mà mất ngoài à. Chợ mất lớn. Đó. Dạ. Quý bà con cô bác ơi, ai mà nỡ đang tâm đi lấy vé số của một người hiếm thị vậy. Đánh động tâm vào tất cả chúng ta nha. Ai mà có lỡ vui đùa kiểu đó thì thôi, mai mốt đừng có vui đùa nữa nghe quý bà con cô bác nào. Mà có xem qua cái clip này mà ngày xưa lấy hết bao nhiêu vé số của ông này, thì giờ tôi xin, thấy không, hãy thương yêu nhau khi còn có thể, và hãy chia sẻ cho nhau, chứ đừng có mà giật dọc của những cái người mà đã mất đi ánh sáng. Thấy không, chúng ta là những người có ánh sáng, chúng ta hãy chia sẻ thương yêu hơn cho những người không được ánh sáng như chúng ta. Chị có một tí quà tặng em với bông nè. Có nhiều bông chị tặng em hết luôn á. Cảm ơn cái nghị lực sống của em. Và đây là quà của chị nha. Dạ, là, dạ em cũng chân thành cảm ơn chị Ngọc Quyền đã có món quà tặng em, cũng như chú Châu Thanh. Biết nói gì rất là nghẹn ngào, không biết nói gì. Giờ thì em sẽ cố gắng sống tốt và lạc quan yêu đời. Luôn lúc nào cũng đã nụ cười trên môi ạ. Dạ, đem tiếng hát lời ca, đem tiếng hát lời ca làm vui. Dạ. Và làm đẹp cho đời nữa. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn em. Mời Minh nhé ạ. Giọng em khỏe nè, hát tự tin nè. Hồi nãy em biết không, em hát á là cái độ vang nó rất là vang. Nhưng mà em biết không, cái cảm xúc gào thét kêu vợ kêu trời như vậy á là ok. Tuy nhiên nguyên một bài mà em cứ gào như vậy hoài á thì nó mất đi cái cảm xúc tình cảm. Em phải về sắp từng câu. Có nghĩa câu nào em gào. Ví dụ như cái miệng em lúc nào cũng hả ra như vậy để mà kêu gào. Rồi chẳng lỡ giống như là bên kịch tụi anh á, mà đi coi kịch mà người ta nói trời ơi ồn quá, người ta cần những cái đoạn xi lăng, đoạn im lặng, những đoạn lắng động đó. Anh chỉ có biết em như đó thôi. Yeah. Rồi anh cũng tặng cho em hết tất cả số bông mà anh ban tổ chức cho phép, ban giám khảo tặng cho thí sinh là 10 bông. Anh tặng em 10 bông nha. Yeah, rồi này gấp gió thành bão để về mua số bán tiếp. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn em nha. Chúc mừng Hận nha. Cảm ơn em. Đó, cái phần quà là... Nè, nghe cái này quan trọng lắm nè. Nghe này quan trọng lắm Hận nha. Ngoài ra thì bên chương trình là có một người bạn của anh Khương Dường cũng sẽ tặng cho em 3 triệu đồng. Và nhà đồng hành Adnos Sunka Media, họ sẽ có một chiếc xe loa dành cho người khiếm thị, sẽ gửi tặng cho em để em dùng làm cái phương tiện mưu sinh ha. Chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn hả. Dạ rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ. À. Rồi đây là những cái phần quà mà em mang theo. Ơi, phần quà bán online đấy hả? Dạ em bán online anh. Dạ em gửi tặng cho ban giám khảo hả? Dạ với anh Khương Dừa. Dạ rồi. Tặng ban giám khảo anh Khương Dừa cho thay mặt ba ban giám khảo cảm ơn em rất là nhiều. Anh Châu Thanh, anh Minh Nhí và chị cảm ơn em. Dạ thôi giờ cảm ơn Ngọc Thương. Đợi để coi kết quả nha. Dạ không có giận nha, góp ý rất là chân tình. Dạ không, dạ vui mà. Tại vì phải có những cái đoạn mình hát, mình sắp đoạn nào lắng để đi vào lòng người. Ví dụ như là hát la hoài. Ví dụ là từng canh thâu có ngủ được đâu. Đúng rồi, nó phải có cái nội tâm bên trong. Cảm ơn em. Cảm ơn Khảo rất là nhiều ạ. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ vô trong ha. Phương Dừa kính mời quý bà con cô bác cùng ban giám khảo. Mình sẽ về một miền quê yêu dấu để chứng kiến một chuyện tình rất là đẹp qua bài hát Tình Thắm Duyên Quê. Châu.
Mèn ơi, đâu? Hai con trâu này làm gì đâu? Vậy? Lại chém lộn nữa hả? Trời ơi anh, hai đứa mình hôn nhau mà nó nói mình hút nhau kìa. Nó này nó khùng thấy ghê. Anh ơi. Ơi, anh nghe nè. Châu. Có chuyện gì về em? Châu. Anh ra coi nè, hai con trâu này châu. Tối ngày cứ chém nhau hoài kìa. Đúng là lì như trâu mà. Anh cột con đó đi, em buộc con này lại. Đi, đi. Châu em. Châu anh. Châu em. Châu em. Châu em. Châu anh. Hai cái đứa này nó ác ghê. Mình yêu nhau mà nó cột xa gì? Sao mình hôn nhau được? Gia tài có hai con trâu để cuối năm nay tổ chức đám cưới cho tụi mình. Anh nhớ canh cho kỹ nha. Anh sẽ canh cho kỹ mà. Dạ. Mà nè, nhắc tới đám cưới tự nhiên trong lòng em thấy nôn nao quá à. Anh cũng thấy trong lòng nôn nao xôn xao quá em à. Tới bữa đó tụi mình sẽ mừng thật hai con trâu này đãi lối xóm bà con, chúc cho hai đứa thật đẹp đôi nên duyên vợ chồng. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương dương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi dần đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thua còn đôi mươi. Anh ơi khoan ngò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà khóc lúa dung dương cả liếp dương. Anh ơi khoan ngò khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bão ê về tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gạch nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi dơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Cái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Trời ơi, hai đứa này nó hạnh phúc mà nó ác ghê vậy anh. Nó chia cắt mình kìa. Hai đứa này nó ác quá cả mời. Nó quá ác đi chứ. Em à, đám cưới á, anh tính là hai con trâu này anh sẽ làm trâu xào lăn, lẩu trâu, trâu nhúng mẻ. Còn một ít á thì anh để dành để làm trâu gác bếp cho bà con nhậu lai gai em à. Dạ, hai con trâu này mập ghê anh ha. Anh ơi khoan ngò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà khóc lúa dung dương cả liếp như. Anh ơi khoan ngò khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bao ê về tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặp nhạnh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đi nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi dơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông,
mong ngày mai say sưa những ước mong. Cái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Chào em Anh ơi em suy nghĩ lại rồi. Đám cưới mình đãi món chay đi. Mần thịt hai con trâu này em tội nghiệp lắm. Hình như là con trâu cái nó bị dính bầu rồi á. Anh nghe lời em. Thôi tụi mình đi cắt cỏ cho bò ăn đi. Dạ. Chàng ơi, ở ra nhai lại á mà nó nói mình dính bầu á. Trâu này cởi được không ta? Cởi trong này. Cởi trong này. Vậy Châu ơi, nè mở dây cho hai Châu vô nè. Châu Ánh Duyên với hai Châu Nhật Thái. Cảm ơn hai Châu nhiều nha. Trời ơi dễ thương. Mốt ở đâu có ai diễn Châu mà không có Châu, nhớ bút Ánh Duyên với Thái làm Châu quay MV đẹp dễ thương. Chào Hồng Điệp. Dạ em là Hồng Điệp, xin chào ba vị giám khảo, anh Minh Nhí. Dạ chào anh Châu Thanh và em chào chị Quyền và toàn thể khán giả ở đây. Xin giới thiệu quê quán đâu, mình làm công chuyện gì nè? Dạ quê em ở An Giang. Em lên trên đây làm việc nhân viên văn phòng. Làm bao lâu rồi? Dạ em làm cũng 7 năm rồi. Rồi bây giờ mời ban khảo mình góp ý cho Hồng Điệp. Hồng Điệp ơi, cái đầu tiên là chị cảm ơn em đem cái bài hát Tình Thắm Duyên Quê đến cho chương trình. Tại vì nó vui nhộn, mà nó vui nhộn mà nó dễ thương qua cái phong thái của em diễn nữa. Nó mộc mạc, nó chân chất mà. Trời ơi, lên Sài Gòn 7 năm làm văn phòng rồi mà sao lên hát nó vẫn lúa như thường vậy trời. Hiểu không? Lúa gọi là miệt vườn. Nó rất là mộc mạc, nó mộc dễ mạc. Thương. Yeah. Nó mộc mạc chứ không phải lúa là quê đâu nha Hồng. Dạ. Nó là mình dân miền quê của mình nó như vậy đó. Đó, mái tranh, bụi rơm, ngọn cỏ, con trâu, cánh đồng, chiếc xuồng. Nó dễ thương lắm. Chị rất là thích tiết mục của em. Duy có cái điều đó là cái giọng của em hát á, nó vẫn còn mộng. Đúng rồi. À, anh Minh Nhí nói mỏng. Dạ. Thì có lẽ là em không có luyện tập nhiều. Phải luyện tập nhiều thì mới giữ cái hơi ở đan điền để cho cái giọng mình dày được. Rồi bên cạnh đó đó thì những nốt xuống thấp á em bị mờ, rồi những nốt lên cao thì đẹp. Nhưng mà con cái là lúc mà em diễn đó, để ý nếu mà để cái micro nó thẳng miệng của mình thì anh Nhí sẽ không nói bị mỏng. Đang hát vậy chứ. Tình nồng thắm duyên quê mái tranh là tự nhiên nè. Ngọt ngào ngọn sân ôm nương nưa tóc xanh. Là em diễn rất là dễ thương. Nhưng mà khi dậy thì mái tranh micro mình đi theo. Thấy không? Tóc xanh đi theo. Đó. Anh ơi khoan. Anh ơi thì ok khoan họ khoan. Bên còn đội ngang. Thấy không? Tại chị đeo cái micro này, em đứng đâu em di chuyển cái góc mặt của mình ở nơi nào, phía nào đó, mình cũng nghe rõ. Nhưng mà cái micro đó thì không thể như vậy. Dạ. Cho nên là em phải di chuyển theo. Thì chính em không có di chuyển theo như vậy thì anh Minh Nhí mới nghe cái giọng em rất là mỏng luôn. Nó đã mỏng rồi. Nó mỏng mà bây giờ nó mỏng hơn nữa. Nhưng mà được có cái là em hát đẹp, em hát dễ thương. Dạ. Đẹp là chị nói là em hát mộc mạc chân phương và không có bị off note nhiều, không có bị phô note nhiều. Một hai chữ thôi và một hai chữ bị mờ là tại vì cái như vậy. Đúng không? Với lại tập cái nốt thấp để cho giữ cái giọng của mình nó đầy hơn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà đối với chị thì chị thích cái màn biểu diễn của em. Nhân đây thì khen hai con trâu ha. Anh Thái ốc gắt bếp với lại Ánh Duyên nhà ta quá duyên dáng luôn. Mà nói thiệt phải cảm ơn ban biên tập Khương Dừa và cảm ơn những người phụ diễn. Bởi vì những anh chị phụ diễn như vậy là làm cho tăng thêm cái bài hát của em rất là duyên dáng luôn. Khi mà em xem lại em sẽ thấy hai anh chị dễ thương lắm. Mà khó ai mà chịu khó đóng vai trâu đâu nha.
chỉ có trong Ngôi Sao Miệt Vườn, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn quá tuyệt vời luôn. Rồi bên cạnh đó đó thì chị Ngọc Huyền cảm ơn Thanh Chương. Lâu lắm rồi chứ không phải lần đầu tiên, nhưng mà đa số trên Ngôi Sao Miệt Vườn nó tàn đóng dây ác gì da ba trợn gì đâu không à. Lần đầu tiên mà được một cái gia ông chồng dễ thương như vậy, cảm ơn em rất là dễ nhiều. Thương lắm ạ. Dạ em cảm ơn chị. Tham dự của Hồng Điệp hôm nay đến với Ngôi Sao Miệt Vườn thì nó rất là dễ thương, nó chân chất, nó thật là ca sĩ của Miệt Vườn. Chúc mừng cho Hồng Điệp có một tiết mục rất là vui, rất là hấp dẫn. À, Điệp ơi, nhìn Điệp á cái tự nhiên thấy rất là thương mấy cô gái ở miền quê mình, mấy cô gái ngày xưa. Dạ. Mộc mạc thật tình mà dễ thương duyên dáng. Cái lúc đầu mà Điệp ra Điệp diễn á, và Thoại á, nó không có phải cố tình gây hài, nhưng mà cái Thoại của Điệp á làm cho người ta thấy vui, người ta thấy dễ thương, người thấy con bé thiệt tình á. Cái giọng của Điệp không phải là dở đâu nha. Dạ. Giọng rất là lạ, và những cái nốt luyến của Điệp á nghe kỹ á, luyến rất là hay. Dạ. Những cái lúc lên á luyến rất là hay luôn, nhưng mà nó bị tại cái giọng của mình á, giọng nói kìa, giọng nói nó nhẹ quá, nó mỏng quá, đúng không? À, mình còn phải luyện để mình làm sao cho nó dày lên trong khi mình hát. Thật sự là mình thấy thích cái tiết mục này, cộng thêm là có mấy cái bạn hỗ trợ, tự nhiên thấy thương cho tất cả các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn ở mùa 1. Có những bạn là quán quân luôn á, có nghĩa là nhất cái tuần đó luôn á, mà vẫn đi đóng phụ, vẫn hỗ trợ cho các bạn của mùa 2. Và mình thấy cái tình cảm của các thí sinh hai mùa làm cho mình rất là thích. Anh rất là thích cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn em nha. Nhiều. Dựng hoa, em gái yêu dấu. Ừ. Đây, tặng hoa cho nghe nè. Điệp đây. Nó nghe này Điệp. Cảm ơn dạ. Bà như con nít tặng cho em gái. Cảm ơn chị. Đẹp. Đây nè, quà tặng của cưng. Giáp danh đó. Giáp danh mà. Giáp danh rồi đó, Điệp. Dạ, em có mấy món quà gửi ba vị giám khảo ạ. Ăn lấy thảo. Trời ơi, gửi nhiều dữ vậy em. Dạ. Mắm cá lóc với cái gì á? Cảm ơn em. Với mắm thái. Cảm ơn Hồng Điệp. Dạ, em xin cảm ơn. Chị cảm ơn em. Cảm ơn Điệp nha, em tặng Điệp nha. Dạ, cảm ơn bán khảo nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Tạm biệt bạn Hồng Điệp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục được mang tên Đường Tình Đôi Ngã. Quỷ chó, sủa như chó vậy đó. Xem chút bà bảy mà biết được. Bả mà biết được bả chói mình vô gốc cây á là kiến vàng nó cắn mình chết luôn á. Mà công nhận, tự nhiên cái giữa trưa nắng chang chang vậy nè, cái mình đi thèm chua. Mắc cái giống dịch giống ôn gì mà thèm như đàn bà đẻ vậy đó. Hên, hái được mớ cóc của bà bảy. Giờ mình lấy ra mình ăn thử coi nó có chua không. Có chuẩn bị chén muối nè. Nó chua gì mà nó chua dữ biết nữa. Mà công nhận nó ngon thiệt. Làm miếng nữa. Muối nhiều quá, bớt muối lại. Ôi nó đã gì đâu. Nó đã, trời ơi nó đã. Kết mà lại bất tận. Có nhà không? Kêu cá bảo qua hả ra. Ai đó? Trời ơi, anh ngồi đây nãy giờ, em kêu hoài không lên tiếng. Tôi không có ăn cắp gì hết trơn à nghe. Ăn cắp gì? Ủa, vậy cô là ai? Em là Hồng, giao hàng. Ủa? Mà giao hàng gì? Thì hàng anh đặt mua trên mạng đó. Hai cây son môi màu hồng. Ủa, trời. Với hữu kim trộn dưỡng da. Nay em giao anh nè. Hả? Gì? Tôi con trai nhau nhẽo gì mà đặt hai cây son với hữu kim trộn? Ừ. Ở đâu ra vậy cô? Đâu? Đâu chú coi.
số điện thoại, địa chỉ của anh rõ ràng nè. Coi đi. Đâu tôi coi coi. Lê Đức Toàn. Ừ đúng rồi nè. Tên mình nè. Số điện thoại mình nữa. Chắc mấy con quỷ bạn nó đặt giùm sao. Mà thôi, tiền bạc đâu nhận, có cốc cô lấy không? Thôi, anh không có tiền thì anh vô nhà xin tiền má anh đi. Tôi ở của mình nên hả? Má đâu ra xin tiền trả cho cô. Giỡn hoài anh. Nói vậy là anh mơ màng em thiệt đó hả? Anh có biết là em buôn bán cực khổ lắm không? Ngày bán được có mấy cái son à. Bán được cho anh em mừng chết gì đó. Để giao hàng em phải chạy xe 50 cây số. 50 cây số? Mất hết 10 phút đồng hồ. Cái gì? 50 cây số chạy 10 phút? Cô chạy chậm quá ha. Tới đây giao cho anh nè. Nhận đi. Thôi không có nhận gì hết trơn á. Cô về đi. Anh Toàn. Đã tôi nói là tôi không nhận gì hết mà. Cô về đi. Sao anh nỡ nào nặng lời xua đuổi em. Em không về đâu. Em sẽ ở đây cho tới khi nào anh chấp nhận thì thôi. Thôi, giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa. Không còn gì để luyến lưu, để dấn dương làm chi nữa. Anh Toàn. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Em đừng giận anh, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, anh biết làm sao. Môi tóc lan môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời anh vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta ai hướng đi buồn thật buồn. Em hiểu giùm anh, nào ước muốn giàu sang. Với tình duyên trái ngang, anh vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chấm đắng muôn cây. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Hôm nhỏ về rồi. Người gì mà da như đĩa vậy đó. Anh Toàn, em nè. Trời ơi, cô chưa về nữa hả cô? Sao về được? Cô gì mà dai dữ. Tôi nói thiệt nha, tôi mệt dữ lắm. Cô lắm rồi đó cô ơi. Anh Toàn, nhận hàng của em đi. Đã tôi nói tôi không nhận rồi, cô đi đi. Môi tóc lan môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời anh vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu,
càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Trường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Em hiểu giùm anh nào ước muốn giàu sang. Với tình duyên trái ngang, anh vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây thôi vĩnh biệt thiên thu. Ba, gì vậy trời? Giỡn mặt với tôi hả? Ai giỡn cho cô? Nãy giờ tôi thấy ông diễn, tôi diễn theo ông đó. Giờ tôi hỏi ông, nhận hàng ông mà không nhận, tôi cắn ông giống như cắn cái cọc đây nè. Cũng ngon, cắn có trời, cắn thiệt. Cho chùa thấy ta bắt chước để chấm cái bán con dừa, bán con ống dừa. Trời ơi nó cay, vợ nó chua tin ơi. Ừ. Nó chua gì đâu á. Đúng rồi đó, sống chua chứ cay gì. Trời, diễn tới sáng này sao? Cô sống chua về đi chưa. Dài như đĩa vậy đó. Ta phải hài dễ nuốt đi rồi nói. Nuốt đi đó. Dân nhân hàng đưa tiền đây. Ông mà ông đưa hả? Ngủ lòng đó. Đây nhiều 2 triệu. Trời ơi, có 2 cây son với hộp dưỡng da 2 triệu. Ừ, nói nữa hồi tăng lên đó. Đó, 2 triệu đó, lấy đi. Túi rồi, bỏ vô. Đưa hàng đó. Đây. Ừ ha, quên. Ký đi. Đi. Bỏ tập bơm hàng nha. Tôi mà thấy ông mà bơm nữa là chết với tôi á. Biết rồi, về đi. Ừ, tôi về nha. Con tiện. Bạn về, bạn nói không đi. Để sớm, để xí bữa đó cái mỏ bạn lại rồi. Lại dùng cái mỏ vô kìa. Xí bữa đó cái mỏ rồi bạn ơi. Bạn trời ơi. Cảm ơn Hồ Hiệp nhiều nha. Ê Điệp ơi, có duyên quá con. Ê có duyên quá cưng. Diễn cái gì đó, giám khảo với cưng quá trời vậy. Còn toàn nữa. Chào ban giám khảo thì cưng. Dạ, em kính chào ban giám khảo. Chào chú Minh Nhí, chú Châu Thanh và chị Ngọc Quyền. Dạ, em chào anh Hương. Chúng ta làm công việc gì? Dạ, em hiện tại công việc là giáo viên dạy tiếng Nhật ạ. Nói dạy tiếng Nhật nghe thôi. Nói dạy tiếng Nhật nghe thôi, hôm qua gặp người Nhật mà người Nhật không biết nói tiếng Nhật. Hai bên thằng, konnichiwa. Xin chào á, xin chào bà con cô bác á. Hai bên thằng, sai của ma đề, watashi no video kyoku mite arigatou gozaimashita. Nó cảm ơn bà cô bác đã ủng hộ cho bạn công tiết mục vừa rồi. Đó, trời cứu vui. Ôi, hay quá. Hay quá luôn. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 35 ạ. Ôi ôi, sao mình kém ăn vậy? Nó nghe. Rồi quê ở đâu? Dạ, quê con ở An Giang. Cái đặc biệt của con là cái gì cũng biết không? Một là ca nhạc hài luôn, diễn hài luôn, là dễ. Nhưng mà này con hát là con hát thật, con hát đàng hoàng.
Nhưng mà trong cái tình huống đó con vẫn diễn hài. Có nghĩa là những cái động tác, những cái thái độ, biến cải thái độ của con, những cái tâm lý của con là hài. Nhưng mà cái lời hát của con vẫn là hát đẹp và là hát đàng hoàng. Nó rất khó mà người mà ở dưới này coi rất là duyên. Coi rất là duyên. Con không có tình gì hết á, con là rất là duyên mà cái đó rất là khó. Cái điểm thứ hai là cái giọng của con thì nó cũng ngọt ngào. Nó ngọt ngào. Nó được chứ con nói mà coi như là xuất sắc xuất chúng á thì chưa. Nhưng mà nhờ cộng cái duyên dáng kia cho nên nó tăng lên cái phần hấp dẫn và cái giọng ca của con nó càng được tô điểm thêm. Đó là cái lợi thế trong tiết mục này. Đó, chúng mình coi chúng mình thấy cười sảng khoái lắm. Rất là miệt vườn. Em thấy cũng nhấn cũng hay lắm nha, có nhiều điểm. Đúng rồi. Thôi. Đúng rồi. Ok, chúc mừng nha. Không biết là anh Châu Thanh và chú Châu Thanh với chị Ngọc Quyền cảm nhận như thế nào, nhưng mà cái anh thích nhất là cái diễn và hát nó trái ngược nhau. Rất là khó đó. Dạ. Cảm ơn thầy ạ. Chị Ngọc Huyền thì không đồng tình với anh Minh Nhí một điểm là anh nói em hát bình thường không. Em hát rất hay. Hay à? Em hát rất hay chứ không bình thường. Không phải là bình thường. Ý anh là có nghĩa là nghe một cái là giọng kêu bằng xuất sắc á. Yeah. Thì nó cũng chưa tới cái xuất sắc. Nhưng mà giờ không phải giờ. Nhưng mà nó vừa đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Thứ nhất là cái giọng em nó ấm mà nó vang, nó ngộ lắm. Lúc mà em thoại nó khác, mà em vô em hát nó khác một trời một vực luôn. Cho nên là nó cả một cái âm vực mà em dùng cái em phải sử dụng hơi của mình đó, rất là đầy đó. Và cái duyên dáng thì anh Minh Nhí nói rồi, diễn thì rất là hài nhưng mà hát thì rất là tình cảm. Không có phải là đơn giản đâu mới làm được điều đó. Em có những cái nốt luyến. Cái nốt luyến đó thường đó, bản thân những ca sĩ chuyên nghiệp giống như chị cũng bị nữa. Mình diễn đạt nhiều quá có đôi khi mình nhấn thêm tí, còn không. Em hát nó rất là tình cảm, mà em bỏ cái chữ luyến nào nó chắc chữ luyến đó. Chị cảm nhận là chị nghe vừa phải vừa đủ mà thích thú. Cảm ơn Toàn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị. Hello Toàn. Dạ em chào anh Thế Thanh. Vì cái phần mà nhận xét về nghệ thuật thì hai đứa em của chú đã gợi ý với Toàn rồi. Chú mong rằng tất cả các bạn trong cái dòng này cố gắng làm thế nào để chúng ta được món quà mà từ lâu các bạn đã yêu mến. Con tôi hôm nay nó đến chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, nó đã vượt qua 1,299 người và bây giờ nó đã được giải nhất trong Ngôi Sao Miệt Vườn. Mong rằng các con được y như lời của chú Chúc nha. Dạ con cảm ơn chú ạ. Hai đứa tôi đây mà tạ. Quên nữa, khen cái vụ đó nữa nha. Quên. Ăn cốc. Ăn rồi hồi nãy sợ đó. Sợ đó. Hồi nãy là sợ. Hồi nãy thấy ăn sợ đó. Dạ con có ít quà đặc sản của quê con, đó là nhãn xuồng của anh. Trời ơi, nhãn xuồng dạ, đó. Con xin gửi tặng chú mình. Rồi. Dạ. Dạ. Sao ba hỏi anh hỏi cảm chú. Cảm ơn em Toàn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn ông thầy giáo. Và mốt tôi muốn đi học tiếng Nhật là tôi sẽ đi kiếm. Dạ. Em. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn con. Dạ. Đây. Dạ, con cảm ơn nha. Dạ. Em có một phần gửi tặng anh. Anh không có thích nhãn xuồng, anh chỉ thích nguyên một xuồng nhãn thôi. Hay rồi nha. Em nhiều nha. Rồi bây giờ mình xuống dưới mình đợi kết quả ha. Dạ bà con cô bác thân mến, ban giám khảo thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục của hai ông cháu ở dưới quê á, lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Xin mời bà con bác cùng thưởng thức tiết mục của bạn Trúc Ngân. Ôi ơi, xí mùi ơi, xí mùi. Cái gì vậy ngoại? Trời ơi, ra ông ngoại biểu cái con. Cái gì vậy ngoại? Trời ơi, ông ngoại, nãy ông ngoại mới uống chai nước tăng lực con bò hiệu con trâu á. Dạ. Cái chai đó nó có chương trình trúng thưởng. Dạ. Ông ngoại uống xong cái ông ngoại thấy có cái hình mà ông ngoại mắc mờ quá, ông ngoại không có thấy chữ. Con đâu con đọc coi trúng cái gì với con. Dạ con nào. Hả? Sao? Sao vậy? Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt. Hả? Đã vậy? Trời ơi. Một chuyến đi du lịch 15 ngày 14 đêm. Trời ơi, 15 ngày 14 đêm lận hả dữ vậy? Chỉ giá 150 triệu. Trời ơi, nghe ngoại ơi. Mình trúng giải đặc biệt lận hả ngoại? Trời ơi, trời đất ơi. Tôi canh cái giải này lâu lắm rồi đó. Uống cái nước này mười mấy năm rồi đó. Trời ơi, uống sắp bị tiểu đường luôn. Muốn trúng cái bộ, đâu phải giỡn đâu à. Ngoại ơi. Sao vậy con?
Cái này hình như ngày mai nó hết hạn rồi đó ngoại. Ngày mai hết hạn rồi hả? Dạ. Trời ơi vậy gì mình phải lên bây giờ dọn đồ. Ông ngoại với con lên bắt xe lên bến xe miền Tây kiếm cái công ty này mình đổi thử liền. Hát con hát. Dạ. Thôi đi con đi. Bữa nay ngày cuối mà không có ai tới nhận giải vậy ta. Trời ơi, giải đặc biệt vậy mà không ai trúng á. Ước gì có ai được trúng để mình còn được đi nữa. Mụi ơi, chờ ông ngoại con. Ông đi đâu lẹ vậy? Chờ ông ngoại. Mình tới rồi mà ông ngoại đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, ông ngoại đi đâu lẹ quá vậy? Con không chờ ông ngoại. Tới rồi nè ông ngoại. Tới chưa con? Dạ tới rồi. À công ty nước tăng lực con bò hiệu con trâu ha. Dạ. Trời ơi cái hiệu gì kỳ cục quá. Dạ. À có cái cô kìa. Để ông ngoại vô ông ngoại hỏi nhau. Con giữ cái túi sách nha. Dạ. Dạ chào cô. Dạ chào chú. Dạ. Dạ. Tôi uống chú... nước tăng lực con bò hiệu con trâu á. Dạ đúng rồi là chú. Phải của công ty của cô không? Dạ đúng rồi chú, công ty của con á. Vậy hả? Dạ. Tôi uống là tôi có trúng thưởng. Trời ơi, chú trúng thưởng hả? Trời đất cười đâu, đưa đi con coi chú. Đưa đi. Từ từ. Mình trúng thưởng tưởng bả trúng không ấy trời. Trời ơi, con mừng lắm chú. Từ từ chứ. Từ bữa giờ mới có người trúng luôn á. Trời bữa giờ luôn. Nguy hiểm, để coi. Trên thành phố nguy hiểm lắm mà. Trời ơi, tới đây rồi mà cũng nguy hiểm, đưa đây con coi cho. Trời ơi, không, con đâu có ăn nem. Trời ơi, chú đưa nem con làm chi vậy? Nem lem gì? Trời ơi, chứ cái gì? Trời ơi, lá chuối không có cái gì đâu mà coi nữa mà. Ngụy trang thôi. Ngụy trang. Từ. Cái gì mày ở trong đây vậy chú? Nguy hiểm lắm. Trời đất ơi, tháo lẹ đi chú ơi. Trời ơi con còn gấp hơn chú nữa. Gấp cái gì? Đang rung à. Cái gì vậy? Ừ. Trời ơi dữ vậy trời. Nào gói dữ trời. Nào gói dữ. Con gói hả cho mụi? Gói cái gì mà kỹ dữ không biết. Trời ơi, con gói vậy mà con tôm nào nó ăn, nó lấy cho ấm cho được đây à. Trời đất ơi. Đây, nó đây. Trời đất ơi, chú ơi, đúng rồi. Bình tĩnh. Trời ơi, con mừng quá chú. Con làm gì mừng? Tôi cũng mừng thôi chứ bà mừng như bà, nội. Con đợi. Hả? Con đợi nó lâu lắm mà. Trời ơi, tôi cũng đợi thôi chứ bà đợi chi? Kiểm tra nha. Ừ kiểm tra đi. Thiệt mà. Trời ơi con rung. Trời ơi nó bắt rung kìa. Bình tĩnh rồi. Chúc mừng chú đã trúng một chuyến du lịch 15 ngày 14 đêm. Ừ. Trị giá 150 triệu. Ừ. Đi về miền Tây. Về miền Tây. Đi đâu trời đâu. Trời ơi. Đi đâu nãy giờ nói đi đâu. Phù bỏ à, đi đâu. Cô nó mới nói đi đâu vậy. Đeo. Về miền Tây hả? Đúng rồi. Em cháu mới ở miền Tây lên, giờ đi về miền Tây hả? Dạ. Cái này đi về miền Tây đó chú. Bây giờ mình đi Mỹ được không? Dạ không. Đi châu Âu ơi. Dạ không được, phải về miền Tây mà. Thôi giờ không đi miền Tây, đi miền Bắc đi. Không có được. Cái này một đi là hai là hủy luôn á. Ôi, không, cái này trị giá 150 triệu phải không? Đúng rồi. Thôi giờ đổi 100 triệu thôi. Bỏ 50 luôn. Không có được, cái này á không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt đâu. Chú một là đi, hai là hủy luôn, mất luôn. Thôi đi đại đi ngoại ơi. Trời ơi về miền Tây vui lắm chú. Trời ơi con còn nôn hơn chú nữa. Đi đi. Trời ơi. Con chưa được đi miền Tây lần nào hết trơn á. Thôi ráng đi con. Về miền Tây đi, có gì ghé nhà mình ở luôn, khỏi tốn tiền xe về. Chuyện đó. Tới đâu rồi cô? Mình đi Cần Thơ nha chú. Cần Thơ hả? Dạ. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thân duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ.
xa đến hay là về An Giang. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long chính nhân phù sa. Đặng lần khắp chốn nở hoa, dùng bồi mình sống ngược mà mỗi em. Vui lên chú, vui lên. Vui lên hả? Dạ. Vui, vui dần hè. Dần lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đớm khuya lập lè. Tình thân thương câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Trời ơi vui lên chú, đi miền Tây mà phải vui chứ. Trời ơi kêu ra chụp hình quay phim giờ không chịu nói gì hết trơn, làm tôi bất ngờ quá trời luôn á, hết hồn à. Vậy phải vui lên chú. À tới nhà tôi rồi kìa con, tới nhà tôi rồi kìa. Đó nhà tôi kìa. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về mình ai, ai đi về Kiên Giang, đi về Sa Đen hay là về An Giang. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long chính nhân phù sa. Đặng lần khắp chốn nở hoa, dùng bồi mình sống ngược mà mỗi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đớm khuya lập lè. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, hâm con đường xưa bến cũ miền Tây. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Tiếng cười giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Miền Tây ơi chết rồi. Trời ơi tới chú đâu rồi, làm chú có làm con á lộn liễu tùm lum hết trơn, không có hát được cái gì hết trơn. Mà chú đi miền Tây có vui không? À, không vui. Sao mà không vui? Con vui muốn chết luôn. Vui hả? Vậy vui. Vui đi chú, vui, có vui, đội ghi hình kìa. Chú phải vui, nói vui quá được. Trời quá đất luôn vậy đó. Cười lên chú, cười lên. Dạ. Thôi vậy thôi à. Hai chú cháu từ bắt xe về. Hả? Về thành phố. Về tới đâu rồi? Về tới Cà Mau rồi. Trời ơi, tới Cà Mau rồi hả? Trời ơi. Dạ. Giờ sao? Hai chú cháu từ bắt xe về đi chứ sao nữa mà. Kỳ cục chết trời. Xong rồi đó, chuyến đi miền Tây vậy là xong rồi. Giờ tụi con về thành phố. Trời ơi. Vậy sao mũi? Con không biết. Con biết. Con không biết luôn rồi. Bắt về nhà. Chú với mấy tháng sau tụi con có mấy chương trình khuyến mãi đặc biệt nữa. Thôi nghỉ. Đi Tây Bắc, Tây Nguyên chú. Thôi nghỉ cho khỏe đi. Thôi về uống thêm ủng hộ tụi con đi. Thôi tắt biệt đi đường rồi. Không uống đâu. Cảm ơn em cháu nhiều nha. Cảm ơn xin mỗi nhiều, cảm ơn ông ngoại Quân nhiều. Mẻ cái răng ngon luôn. Cảm ơn bạn Thái, cảm ơn bạn Trương nhiều. Con chào quý bà con cô bác, con giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên thì con xin chào ba vị ban giám khảo và chú Hương Dừa và tất cả bà con có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Con là sinh viên đúng không? Dạ. Con học ngành gì, con giới thiệu ai? Dạ, con tên là Trúc Ngân, con 20 tuổi và con đang học giáo viên mầm non. Cái đầu tiên đó là duyên dáng dễ thương,
Cái thứ hai là con hát hay à nha. Cái giọng con rất là ngọt. Cái phần đầu đó thì con hát là cô Huyền nghe nó chưa có mượt mà, nhưng mà bắt đầu sau gian tấu rồi con hát rất là mượt. Cái nốt xuống thấp nhất cũng đẹp, mà nốt lên cao thì cái bài này nó hơi thấp với con. Nhưng mà con nó đã thấp như vậy mà con nốt xuống thấp con vẫn tròn vành rõ chữ, đúng nốt nữa, không bị phô, không bị chinh một cái gì cả. Thế con cô Huyền rất là thích. Cảm ơn là ba mẹ con đã dạy con nên người, một người con đẹp nè, duyên dáng nè, mà lại có học thức. Cho nên là cô Huyền rất là trân quý con và cảm ơn đại gia đình con nha. Dạ con cảm ơn cô Huyền. Đáng lẽ là con nên cái khúc con, cái khúc chính của con là cái khúc hát, còn cái khúc diễn kịch là nó chỉ hỗ trợ cho mình bớt rung thôi. Cái đó là con tự nhiên luôn á, con tự nói vậy á. Thì đó, con rất là lanh, con thích ứng rất là hay. Cái giọng của con khi con nói chuyện á, con thoại á, là chú nói con sẽ hát hay. Nhưng mà kiểu như con quýnh quán là cái con cứ đứng ở một góc đó thôi à. Con là tour du lịch mà, con có quyền đi lên đây dẫn con này đó. Nếu nha, chú nói nếu thôi, nếu như mình đây mình lên chương trình mình tham gia nó vui thôi mà, đúng không? Dạ chứ. Nhưng nó sẽ có cái kinh nghiệm cho con. Dạ. Và chú nghĩ là giọng ca của con thì càng ngày sẽ càng hay hơn. Dạ con cảm ơn chú Minh nha. Nhớ dạ. Bình tĩnh khi mình trình diễn. Mấy mốt ví dụ ở trường hay là đứng trước có một cái dịp nào đó lại như thế này nữa, không phải là thi mà đứng trước nhiều người để mà mình hát, tập trung vô làm sao hát cho hay cái đã. Dạ chứ. Nghe ca sĩ là phải tập trung hát cho hay, diễn viên là phải tập trung diễn cho giỏi, đúng không? Dạ con cảm ơn chú. Ok con, cảm ơn con. Chào con. Dạ con chào chú. Con rất là tự nhiên, con được ngoại hình rất là đẹp. Nhưng mà trong cái ca thì con nhớ lưu ý, khi mình bước ra sân khấu mình phải làm sao mình ca cho mọi người người ta yêu mến mình. Mình đã thoại rồi, mình đã diễn kịch thì rất là dễ thương rồi, nhưng bây giờ phần ca thì mình cố gắng nữa thì con sẽ rất là tuyệt vời. Rồi lần sau nếu mà có dịp nữa thì tôi tin chắc là cho con sẽ thành công lớn hơn. Dạ con cảm ơn chú cho Thành. Dạ tới đây thì con cũng có 5 món quà để tặng cho mấy vị ban giám con, khảo. Con xuống con dạ. Tặng cho ban giám khảo ha. Ô con tự làm luôn đó. Ôi. Hả con, đẹp quá con. Tặng cho Thành. Cái này là huê sen. Bạn cũng quên vẽ cây dừa. Quên vẽ dừa. Rồi vẽ hay quá. Rồi con bước xuống đây nhận quà. Con có năng khiếu vẽ. Ủa, rất con, là đẹp. Ủa con cái này là con vẽ luôn hả? Dạ con vẽ. Con luôn. Giỏi quá vậy. Dạ. Đà, tặng bông cho con. Dạ. Con cảm ơn cô. Chúc đẹp con quá con. Chúc con càng ngày càng thành công nha. Nha. Tài năng quá. Rồi nhận hoa của đây đây rồi chú nữa. Trời ơi, có bài thơ nè, 8 chữ sống nè. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, bà con cô bác thân mến, chúng ta vừa thưởng thức những tiết mục rất là vui nhộn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục được mang tên Ngẫu hứng Bolero. Trời đất ơi, bữa nay tao nói cái đường xá gì mà nó vắng que vậy trời. Không khách khứa gì trơn, chắc kiểu này chắc ăn mì gói nữa quá. Em chào anh. Chào em. Dạ. Em mới tới làm hả? Dạ em mới vô làm. Em ở đâu đến? Em dưới quê mới lên anh. Anh làm lâu chưa? Anh làm cũng lâu rồi em. Được không anh? Chào này ế lắm em ơi. Em mới lên, có gì anh chỉ giúp giùm em nha. Cũng dễ lắm, có dịp đứng đây thôi chứ cũng không có gì khó thôi. Dạ, em cảm ơn. Khách ơi. Khách ơi. Nhiêu? Dạ 300 anh. Sao mắc vậy? Dạ không mắc đâu anh ơi, tiền nào của đó anh. Hồi trước em 600 lận anh. Có bơ đâu? Dạ không anh, 300 rẻ lắm anh ơi. Còn em? Dạ 50. Thì tôi đây 300 ông 50. Dạ em mới mà anh. Trời ơi ông mới chứ ông tính như vậy là ông thấp hơn tôi tới 5 lần á. Dạ lần đầu anh thông cảm. Thông cảm, thông cảm, chênh lệch quá. Ông làm vậy rồi sao mà người ta lấy tôi. Không, giúp em nhé anh 50. Trời ơi anh, em 300 anh, 300. Có bệnh hoạn gì không? Dạ không anh, em ăn chay nên em ốm. 50 hả? Dạ 50. Dạ
50 đúng không? Dạ 50. 300 đi với anh. Dạ em cảm ơn anh. Bye bye, bye bye. Chào anh. Ủa anh mới tới hả? Dạ em mới tới. Anh thấy ở đây có khách không anh? Dạ cũng ế lắm anh. Ủa mà sao anh làm nghề này vậy? Em cũng hết cách rồi mới ra đây làm anh à. Lúc trước em cũng có công việc ổn định, nhưng vì đại dịch Covid đó đã làm công việc được thua lỗ. Em đâm vào cảnh nợ nần, rồi người yêu em cũng bỏ em mà đi. Em đi tìm cô ấy khắp nơi nhưng không gặp. Tình lỡ chờ em trong xót xa, thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi. Chậm nhìn nhau tình đời ngang trái, mất đắng tình yêu trong biển sâu. Giặc pháo nhà ai em về với người, sang ngang một chuyến xe hoa. Cô đơn ta nhớ nhau hoài, buồn ăn năn ai khổ vì ai. Đêm lang thang một mình mang theo còi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa. Giọt lệ sầu trách ai vô tình, chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em. Dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Quá cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tôi vẫn cô đơn. Dần hơn nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ giá từ nghẹn ngào không em. Tối phận chờ người tôi yêu, riêng kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nữa đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đưa người tình. Vẫn chả suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ. Trả lại em chăm nhớ ngàn người. Cố lên anh. Nhiêu? Dạ 450 anh. Sao mắc vậy? Dạ tiền nào của nấy mà. Có bớt không? Dạ không anh. Đêm lang thang một mình mang theo còi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa. Giọt lệ sầu trách ai vô tình, chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em. Dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Quá cơn mê yêu người là như thế đó, sau tôi vẫn cô đơn. Dần hờn nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ giá từ nghẹn ngào không em. Tối vẫn chờ người tôi yêu, riêng kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nữa đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đưa người tình. Đêm hoang vẫn chả suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ. Trả lại em chăm nhớ ngàn thương. Đêm hoang vẫn chả suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ. Trả lại em chăm nhớ ngàn thương.
Trời sắp sáng rồi. Có bơ đâu? Dạ không anh, một giá một. Bao phòng nhá. Ủa cái gì bao phòng anh? Trời ơi, đã đứng ở đây thì còn giả vờ nighter nữa. Em bao phòng gì anh? Em bán nón bảo hiểm ở bao phòng gì anh? Vậy là đằng ấy với hai cái cha nội kia là bán nón bảo hiểm hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cái chỗ này là cái chỗ vui chơi giải trí, sao lại ra đây bán nón bảo hiểm? Còn cái anh mua giùm em, thôi, em thôi, về thôi. Sớm anh ơi. Này, cái 50 này, cái 300 này, 350 rồi. Mua gì nữa? Thôi đi đi. Từ từ em đi. À, thông minh, thông minh. Dễ thương. Trời ơi, nãy giờ tôi sợ. Ai về ra là bán nón bảo hiểm. Rồi, anh Hiệp, anh Hiệp chào bà con cô bác, chào bán khảo đi anh, giới thiệu về mình đi anh. Dạ, em chào ba giám khảo, anh Minh Nhí, chị Ngọc Quyền cũng như anh Châu Thanh. Kính chào ta. Chào em, tất cả các ekip trong trường quay hôm nay. Chào anh Kinh. Dạ, dạ. Hiệp có thể cho ban giám khảo biết là Hiệp đến từ đâu và Hiệp làm nghề gì? Em tên Đỗ Thanh Hiệp, sinh năm 1984, quê ở Gò Công, Tiền Giang. Dạ, Hiệp đang làm nghề gì? Dạ, lúc trước thì em cũng sắm một cái dàn máy nhỏ nhỏ âm thanh đó. Rồi em đi làm kẹo kéo. Ai thuê một show như vậy như là ở dưới quê làm, không phải như ở trên đây đâu. Đâu phải là 3 tiếng, 4 tiếng. Ở dưới quê làm một suất có thể 6-7 tiếng. Hát chừng nào đã thôi. Hát chừng nào đã thôi. Mà một tiếng là 100 ngàn. À, tiếng 100 ngàn. Dạ. Rồi sau đó cái đại dịch qua rồi không có làm, em sang dàn máy. Rồi bây giờ em chuyển qua em bán ba cái đồ, nhưng mà em bán trên mạng. Bán dạ. Đồ gì Hiệp? Cũng bán nói chung được. Là nho nhỏ của linh hả? Kiện, linh kiện của máy, tại vì em cũng am hiểu chuyên chút xíu kỹ thuật. Dạ. Hy vọng là sau chương trình này sẽ có nhiều bà con cô bác biết tới bạn để ủng hộ bạn ha. Ông bà mình nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mình muốn truyền đạt cái gì đó thì mình phải mở cặp mắt ra. Thác đứng nhắm mắt nhiều quá chỉ vậy thôi. Em sợ là mở mắt ra rồi thấy ban giám khảo em lại rung. Thương quá, thương quá. Bà con ơi, vỗ tay một tràng pháo tay thật to nào dành tặng cho em Hiệp. Thật ra là chất giọng và đàn hơi của em là hay, nhưng mà chỉ có tiếc là vậy. Nhưng mà để coi hồi như thế nào. Thôi coi như chúc mừng em nha. Dạ, nhưng mà anh đánh giá là giọng của em là khỏe mà anh hay. Hello Thanh Hiệp. Dạ chào anh Châu Thanh. Giọng hát rất là lạ, cũng rất là truyền cảm. Và em được cái ngoại hình rất là điển trai. Và hôm nay em đến với chương trình Ngôi Sao Miền Trung thì anh nghĩ rằng mọi việc sau này khi công việc của em nó sẽ được nhiều người yêu mến hơn và công việc em sẽ tốt trở lại. Chúc mừng em ha. Dạ cảm ơn Bám Khảo nhiều ạ. Dạ. Đây là bạn ơi, bạn mang xuống mình tặng Bám Khảo ha. Dạ em có món quà đó là lạp xưởng tươi của gia đình chị hai của em làm tại nhà, không có chất bảo quản thì trời ơi tuyệt vời quá. Và vị giám khảo dùng. Cảm ơn em. Đây là thì cảm ơn là em Hiệp rất là nhiều. Đây là tặng em. Anh tặng cho Hiệp nha. Lạp xưởng ngon nha. Cảm ơn Hiệp rất nhiều. Và phần này cũng không có quên để tặng cho anh Phương Dừa. Cảm ơn bạn Hiệp. Rất cảm ơn chương trình của anh. Giờ lấy rất ăn luôn ha. Rất là tuyệt vời. Chương trình rất là ý nghĩa. Em cảm ơn bạn Hiệp. Thích vai diễn này không? Dạ. Thích vai diễn này không? Dạ không diễn thôi, giờ diễn rồi thì hơi thích thích. Nói chung là xong chương trình nếu có dịp thì em cũng thích luôn. Xong chương trình thì ba anh em ra ngoài đường này nè, cũng vắng vắng là mình đứng đứng. Dạ. Có ai mua thì mua. Dạ. Không? Chứ giờ khi... khó làm ăn quá rồi. Nhiều khi người ta đi người ta không có mang nón bảo hiểm bán cũng được. Rồi cảm ơn bạn Hiệp nhiều. Dạ, cảm ơn Hiệp. Dạ quý bà con cô bác thân mến, quý bà con cô bác vừa xem xong 6 tiết mục trong tập 12 Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay. Và bây giờ Khương Dừa sẽ mời 6 thí sinh bước lên sân khấu để cùng nghe cái phần kết quả. Quý bà con cô bác thân mến, Khương Dừa xin phép được giới thiệu lại 6 thí sinh đang đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Vũ, kế tiếp là bạn Hận,
Kế tiếp là bạn đẹp, kế tiếp là bạn Toàn, kế tiếp là cháu Trúc Ngân, và kế tiếp là bạn Hiệp. Đó. Và Khương vừa xin được công bố số điểm của 6 thí sinh trong tập đêm nay. Người đạt số điểm cao nhất 30 điểm đó là sáu thí sinh luôn. Chúc mừng sáu thí sinh. Dạ rồi, bây giờ là tới giờ, bây giờ tới giờ tặng hoa. Cho em trước đi, cho em trước. Cái gì cũng vậy, nói nghe nè, cứ đóng giả hoài cho tôi đóng giả hiền cái đi, cho ưu tiên cho Minh Nhí đi chứ, giờ cuối cơ mà, kêu đưa cái cuối cơ mà, đưa cuối cái mấy thí sinh kia giận tôi. Nói nghe bây giờ ha, ưu tiên nha anh trai với em gái, cho em ưu tiên trước đi. Rồi ưu tiên cho anh, ưu tiên anh, ưu tiên trước hả? Anh ưu tiên trước đi. Ba giám khảo và ban tổ chức là có cái này ha, là các bạn biết rồi đúng không? Nói nghe ai cũng ngay hết. Cái mùa này là tại vì Khương Dừa cát quá kỹ và quá nhiều người hay, cho nên là đừng ngạc nhiên là cái qua này nó bằng nhau. Không phải đâu, tại vì thấy đều nhau hết á. Các bạn kia thì mỗi bạn bị mẻ chút xíu, giống như là hồi nãy Hiệp vậy đó. Hiệp anh tiếc dễ sợ, giọng của Hiệp rất hay luôn. Rồi con là bị giọng mỏng quá. Còn Hận thì đó, như nãy anh có biết Hận đó, Hận đó. Còn ông Nhật này thì ông cũng đặc biệt, nhưng mà cái người mà ấn tượng trong trong đêm nay mà mình nghĩ thấy là có say qua nói với Ngọc Quyền là tôi không có gì để tôi phê bình anh ơi, đối với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Sao? Tại vì em cũng cảm nhận được là anh muốn tặng ai cho em, muốn gửi cái bông này được không? Rồi anh, em cảm nhận đó. Nếu không đúng là đáng chịu ha. Không đúng em lấy lại. Thôi không đúng em, là đáng chịu. Chăm gửi thiệt, chăm gửi. Chăm gửi. Chăm gửi em thiệt. Em cảm nhận được là anh muốn tặng ai và em cũng muốn tặng bạn đó luôn. Chăm gửi. Tại vì em là dẫn chương trình từ đầu tới giờ, em nhớ cái câu anh nói mà đúng không? Dạ. Say qua Ngọc Quyền nói liền là không có gì để góp ý đối với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn nha các bạn. Dạ. Xin chúc mừng bạn Vũ. Bây giờ Châu Thanh sẽ tặng, nhưng mà mong các bạn khi mà mình không có được cánh hoa mà hôm nay Châu Thanh tặng, thì các bạn nghĩ rằng đó một cái niềm hạnh phúc các bạn đã vượt qua rất nhiều người ha. Thì bông hoa này cũng xin tặng cho em. Chúc mừng bạn Vũ. Vũ nha, nhận được 3 bông hoa luôn á. Dạ. Vậy còn một bông hoa của chị Ngọc Huyền. Tới cái giờ cuối cùng của cái tập này rồi mà hai ông anh tôi với đứa em tôi là nó lọc khó. Nhưng mà Ngôi Sao Miệt Vườn của mình nó có một cái tiêu chí hơn nữa là không hẳn là ta chỉ hát hay, mà ta phải đem được cái gì đó nó đặc biệt, nó cho khán giả chúng ta cười sảng khoái, phải không quý bà con cô bác? Thấy không? Thì bây giờ ai đã làm cho Ngọc Quyền cười sảng khoái nhất ạ? Ai? Dạ ai? Giờ tặng bông này cho ai quý bà con cô bác? Rồi tôi tặng cho ông thầy giáo. Chúc mừng Toàn nhiều nha. Chúc mừng Toàn và Vũ đã bước vào vòng 2 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay. Mời hai bạn vào trong để chuẩn bị bài hát tiếp theo ha. Còn lại trên sân khấu là Hận, Hồng Điệp và Trúc Ngân và Hiệp. Mời ban giám khảo trao giải khuyến khích cho 4 bạn à. Giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn gồm có một kỷ niệm chương, giải thưởng của các nhà tài trợ trị giá 8 triệu đồng. Chúc mừng 4 bạn, cảm ơn 4 bạn đã tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần song ca của bạn Vũ và bạn Toàn qua ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre.
bóng sáng pha giặt miêu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đồng ơ màu thường như áo cô dâu áo bầu đo cánh kiến và bầu vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim bầu hồng long hoa bóng sáng pha giặt miêu ngoe ngoảnh xuống bên tre về cái mơn lượm qua hay là về sơn đóng ba trinh guốc bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm nghiêng thoáng mùi thương quá đổi mùi tình lục dân tiên đời ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về lòng qua như con nước lên đến vào trong mộng nhớ dành bên ghé tim mồi hồi lòng muốn theo người ơi. Bóng sáng pha rạch miêu vô chợ giữa nhân nhân về trúc giang đang chờ hay về cù lao ốc trăng mơ đứng bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung bóng vừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương bóng sáng pha rạch miêu thăm trường cũ nam phương lư lắc lư xe thu hà mồ chèn ơi quá dễ thương quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hồng nghe ước gì trong trắng trợn gặp nụ cười bên tre sang pha rành miêu vô chợ giữa nhân nhơ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chuông bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương bóng sáng pha rành miêu thăm trường cũ nam phương lư lắc lư xe thô hà mồ chàng ơi quá dễ thương quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài mà hỏng nghe ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên kia thương hồ cuộc dầm trong nắng đuột lần thân sâu bản thân bên
đứa nắm tay, hai đứa nắm tay đi nghe cô mốt hả? Nắm tay anh em thôi, vợ ta ngồi dưới nhà. Nắm tay anh em thôi có gì đâu, nắm tay ấy. Rồi hai đứa nhìn nhau coi. Trời là trời. Lạnh quá hả? Lạnh quá. À, gì Vũ với Vũ lại Toàn hả? Vũ thì đúng như anh nói luôn, anh nói thiệt là giọng rồi xử lý đài từ rồi hơi hám được, nói chung là diễn rất là hay, và cái cách hát của em nó rất là sang. Còn Toàn á thì anh xây qua anh nói với chị Quyền là anh Toàn thích cái luyến của Toàn, lắng nghe cho kỹ thì hai bạn á xem nhau, hiển nhiên là Vũ chắc hơn chút xíu, nhưng mà cái diễn xuất, đúng là diễn xuất của Toàn á, cái diễn và cái luyến là đặc biệt. Hai bạn trẻ thân mến, và hai bạn đã được chọn là cùng với nhau trong cái giờ chung kết này thì các bạn biết là các bạn rất tuyệt vời rồi, khỏi phải nói về trình độ nữa. Hai em nó ghiền, nó thủ thỉ với nhau đã, luyến này cũng hay, mà bên đây mình nghe Vũ vậy. Đối với cái bài hát mà Phải Lòng Cô Gái Bến Tre đó thì Vũ có lợi thế hơn nhiều. Yeah. Bởi vì Vũ là chất giọng đã là dân ca rồi, nhưng mà Toàn không thua kém. Chỉ có cái tôi phải nhắc là để sát cái micro lên chút xíu vậy thôi. Thì như anh Minh Nhí nói, bài này không phải là bài lợi thế của Toàn, nhưng mà Toàn đã chuyển dân ca một cách xuất sắc. Và lúc mà Toàn lên cái đoạn hơi gió đó thì lại nhỉnh hơn Vũ. Nó lên nó rất là nhẹ mà nó như là không hát. Cái đó khó đối với các giọng hát trẻ như vậy là rất là đỉnh. Thưa quý vị, cái chuyện này đó là không ai sắp đặt cả. Cả quý bà con cô bác mà theo dõi quay hình trực tiếp, cũng như là quý vị khán giả đang xem cái chương trình trên kênh Khương Dừa Channel, thì quý vị sẽ thấy đối với hai bạn ngày hôm nay, chúng tôi quyết định hai bạn ngang nhau và đồng giải nhất. Như vậy Khương Dừa xin chúc mừng bạn Vũ và bạn Toàn đồng giải nhất trong tập hôm nay. Yeah. Khương Dừa nghĩ cũng rất là xứng đáng, các bạn hát hay nè, tạo được cảm tình quý giám khảo với lại bà con cô bác. Xin chúc mừng hai bạn ha. Quê hương anh ha, có đồng cỏ, anh nhìn thấy nó yên bình đẹp không? Dạ đẹp quá anh ơi. Ê kìa em thấy không, có ba con trâu đẹp và dễ thương ghê không kìa. Ôi ba con trâu dễ thương vậy đó ha. Ủa kẹo, ủa kẹo, ủa kẹo, ủa kẹo. Cô ông nhiêu vậy, nhiêu ạ? Đây. À, 10.000 cây. 10.000 cây. Dạ, dạ lấy 5 cây. Lấy 5 cây luôn. Dạ chúc ra tiền sau nha, chúc ra tiền sau nha, không mua thiếu. Từ bao năm chẳng phiêu lãng quên quay về. Từ bao anh diễn rất là thật và rất là ok luôn, giống như Khương Dừa khen. Hai bạn đều ca hay giống với nhau hết à. Mà hai bạn cũng dành một tình yêu nghệ thuật nó là rất là sâu sắc như vậy, rất tha thiết như vậy. Chị rất là thích tiết mục của em. Dạ rồi, còn bây giờ thì Khương Dừa xin mời ban giám khảo trao cùng lúc hai giải nhất cho bạn Vũ và bạn Toàn. Giải nhất của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn gồm có một kỷ niệm chương, giải thưởng tiền mặt 5 triệu đồng, giải thưởng của các nhà tài trợ trị giá 40 triệu đồng. Xin chúc mừng hai bạn. Khương Dừa xin cảm ơn các đơn vị tài trợ Kim Khiết Diamond, Nha Khoa Anna, chuyên gia máy lọc nước Enterprise, Vua Điện Máy cùng các nhà đồng hành Adnos Sanka Media, Dena Care, Bánh Tráng Tân Nhiên, Tấn Quân Audio và thiết kế Tâm Huỳnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh cùng quán cà phê Lễ Đá. Và bây giờ Khương Dừa cùng ban giám khảo, cùng các thí sinh ở sân Miệt Vườn, cùng tất cả quý bà con cô bác đang có mặt tại đây, xin kính chúc tất cả quý bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngôi sao Miệt Vườn vui lắm người ơi. Vui lắm người ơi.
mời bạn cùng tôi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi. Tôi tranh tài thử sức thi thố cùng nhau. Hôm nay Khương vừa tổ chức game show, ngôi sao miệt vườn cho khắp nơi nơi. Cùng vui ca hát để thăm ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết đi người ơi. Cùng nhau giải trí